Xin chào mọi người nhé. Xin chào Quỳnh Như, con tát mấy bạn vô đi. Tát Linh Đào nè, tát Quý nè, và tát Vinamilk nè. Xin chào Hà Bảo Ngọc. Xin chào Thanh Mai cô ha. Xin chào anh Bảo, chúng ta hãy tát bạn bè của mình vào, share về từng nhà, share về group chat để mà bạn bè của mình biết là chuyên mục đã lên sóng rồi tụi con nha. Ok, và một phút nữa thôi là chúng ta cũng bắt đầu buổi livestream hôm nay tụi con nhé. Một phút nữa thôi là chúng ta vô luôn tụi con ha. Rồi, hãy tag bạn bè vào nha mọi người, bởi vì chúng ta chuẩn bị sửa bài nha mọi người nha. Xin chào Hòa Phan Tường Vi. Và hôm nay là tập số 25 rồi mọi người. Tập này thì rất là nhẹ nhàng, tình cảm, dễ thương. Nó có rất là nhiều câu hay ha. Xin chào Quỳnh Thi. Rồi, chúng ta hãy cùng bắt đầu với lại câu số 1 nha mọi người. Xin chào Võ Bảo Châu nhé con ha. Xin chào La Tuấn Gia Huy. Tụi con nhớ là hãy share về từ nhà của mình, hãy share về group chat của mình để mà nhiều bạn bè của mình được học những cái câu cực kỳ tích cực, cực kỳ yêu thương này mọi người. Và đừng quên là 9 giờ sáng ngày mai chương trình 5 câu tích cực, 5 phút yêu thương của thầy sẽ tiếp tục với lại câu số tập số 26. Và tập số 26 sẽ được đăng vào lúc 9 giờ sáng ngày mai trên tường nhà của thầy Salary Can. Để mà mấy đứa có thể vô, mấy đứa coi trước, mấy đứa làm trước. Và lúc 12 giờ trưa ngày mai là thầy sẽ livestream để mà sửa 5 cái câu đó trong tập số 60, 26 mấy đứa ha. Rồi xin chào Nguyễn Nguyên. Đúng rồi, mình tag bạn bè vô nhé. Rồi cảm ơn Nguyễn Lộc ha con. Và đừng quên là 11 giờ tối và 6 giờ sáng hàng ngày là chúng ta có chuyên mục của Tim Văn NQH. Thì cái thầy cô đang nỗ lực rất là nhiều để mà cung cấp cho tụi con những bài học có giá trị nhất có thể. Như vậy 11 giờ tối và 6 giờ sáng là dành cho những cái bạn nào mà thi khối D. Thì các bạn thi khối D là chúng ta gặp Tim Văn NQH 11 giờ tối và 6 giờ sáng tụi con ha. Rồi, xin chào Yến Vi, xin chào Quỳnh Nguyễn nhé. Và đây là câu số 1 mọi người, chúng ta lượm nhẹ luôn giùm thầy câu số 1 ha. Những cái bạn nào mà chúng ta chưa có dịp đọc qua câu đề á thì bây giờ là thời gian để mà tụi con đọc qua câu đề và tụi con chọn nè. Như vậy theo tụi con là câu số 1 chúng ta dùng danh từ nào kết hợp với chữ school mà mình dịch là sinh hoạt với sân trường. School chấm 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 are so important to some students that they never dare to miss one. Những cái buổi sinh hoạt dưới sân trường nó quá quan trọng với một vài học sinh đến nỗi mà họ không bao giờ dám là họ bỏ lỡ một cái buổi nào. Rồi, như vậy là con chọn luôn giùm thầy đáp án thì mọi người, bạn Bảo Châu chọn câu B. Quỳnh Thi cũng cùng đáp án ha con. Rồi xin chào Đạt Đạt Nguyễn nhé. Không biết những bạn khác thì tụi con chọn câu nào nè, xin chào Nguyễn Ngân, xin chào Khánh Linh Phạm. Tuấn Phát chọn câu B ha. Xin chào Quỳnh Nguyễn. Rồi chúng ta comment luôn đáp án cho cô này đi mấy đứa. Ok, như vậy chúng ta sẽ có một cái cụm danh từ mà mình dịch là sinh hoạt dưới sân trường. Thì sinh hoạt dưới sân trường như thầy thấy là có bạn Thanh Mai, bạn Tấn Phát, bạn Quỳnh Hương và nhiều bạn khác chọn câu B. Và đúng là như thế tụi con nha. Mình có chữ assumptly, assumptly mình dịch là cuộc họp, được ha. Và khi mà nó ráp với chữ school thì school assembly mình dịch là sinh hoạt dưới sân trường. Thì đã bao lâu rồi tụi con không được tham dự một cái school assembly ta, đúng không? Đã bao lâu rồi tụi con không được tham dự một cái sinh hoạt dưới sân trường. Chắc là sẽ là lâu lắm chúng ta mới được tham dự một cái sinh hoạt dưới sân trường. Và hy vọng cái sinh hoạt dưới sân trường mà tụi con sẽ tham dự là mái trường đại học mà tụi con chọn ha tụi con. Rồi cùng cố gắng thôi mọi người, chúng ta còn 5 ngày nữa để mà mình giành vé vô trường đại học. Câu A thì mình có chữ gathering, thì gathering mình dịch là cuộc gặp mặt, cuộc gặp mặt. Ví dụ như là cuộc gặp mặt xã giao, xã hội đồ là social gathering, hoặc là cuộc gặp mặt gia đình là a family gathering. Đó, một cái cuộc gặp mặt ngoài xã hội, một cái cuộc gặp mặt gia đình mọi người. Ổn nha con ha. Chúng ta có câu C thì tụi con dịch cho thầy là công đoàn con nhé, union. Ví dụ như là trong trường cấp 3 của mấy đứa là chắc chắn có công đoàn giáo viên con ơi. Teachers Union. Thì công đoàn giáo viên là một tổ chức dùng để lập ra để mà bảo vệ quyền lợi cho giáo viên sinh hoạt chung với nhau. Hoặc là công đoàn của công nhân là Workers Union. Kiểu vậy ha.
Section. Section là bạn nào cũng biết rồi, thường mình dịch là phần. Section 1, section 2, section 3 kiểu vậy. Và ngoài nghĩa là phần ra, section nó còn dịch là kỳ họp. Thì từ này dùng với nghĩa là kỳ họp khi mà liên quan đến chính trị. Ví dụ như là the next section of the parliament will begin in November. Như vậy kỳ họp tiếp theo của nghị viện sẽ bắt đầu vào tháng 11. Ok, thì đây là câu mà nó kiểm tra về trường tự vựng con nha. Chúng ta có luôn là school assemblies, mình dịch là sinh hoạt dưới sân trường. Rồi, như vậy, như thầy đã nói, hy vọng là một ngày nào đó tụi con sẽ được trở lại những cái school assembly. Và chắc chắn school assembly mà tụi con trở lại sẽ là mái trường đại học mà tụi con sẽ giành vé trong vòng mấy ngày nữa, hoặc cũng có thể là trong vòng một tháng nữa mọi người. Bởi vì 2K3 của chúng ta là vẫn chưa biết khi nào mà chúng ta thi, đúng không con? Được ha. Rồi, xin chào Quỳnh Nhi, xin chào Minh Thi, xin chào Hoàng Anh. Ok, chúng ta chốt con sâu số 1 nha mấy đứa. Số 2 là bạn nào chưa làm, chúng ta làm luôn nè mấy đứa ơi. Chúng ta cần chọn một tính từ cộng danh từ that. He is rumored to quit the country, leaving nothing but that behind. Anh ta được đồn đại á là từ bỏ quốc gia này và anh ta để lại những cái nợ xấu. Rồi, thì trong cái câu này là mình có cái cụm từ cực kỳ hay là nothing but. Thì cái cụm từ này con dùng để mà con nhấn mạnh đó con. Nothing but, mình dịch là chỉ anh ta rời bỏ quốc gia và anh ta chỉ để lại nợ xấu. Ok con, nợ xấu là tính từ nào, con cho chữ debt. Và đây là câu dường như rất là đơn giản mới được. Chúng ta dư sức chọn được thì bạn Đức Bình chọn câu C, Bảo Châu cũng như thế, bé Xuân Ngân vẫn cùng đáp án, và bạn Thanh Mai cũng là câu C, Nguyễn Huy cũng vậy. Và thầy xin được chúc mừng những bạn nào chọn câu C đúng, chính xác. Bad debt, nợ xấu. Bad là xấu, debt là nợ, ráp lại là nợ xấu y chang. Nợ xấu là nợ còn tồn động á, nợ mà mình không có trả nổi đó tụi con. Bad debt, được hả con? Nè, thầy nhắc nè mọi người, bạn nào còn nợ xấu, còn nợ học phí đồ là chúng ta cố gắng chúng ta trả nha mọi người ha. Mình cũng nên tin vào cái câu chuyện tâm linh mọi người, câu chuyện nhân phẩm mấy đứa, đúng không? Đó, ví dụ như là mình còn thiếu tiền đề cương, mình còn thiếu tiền học phí chỗ này chỗ nào chỗ kia, thì thôi mình trả đi mọi người. Biết đâu chừng là chúng ta trả rồi, chúng ta không còn nợ nữa, chúng ta làm bài nó tốt hơn thì sao? Ổn hả con ha? Rough, rough mình dịch là sần sùi, gồ ghề. Và trái nghĩa với chữ rough là chữ smooth. Smooth là nhẵn, là mịn. Và chữ rough ngoài nghĩa là sần sùi gồ ghề thì chữ rough nó còn một nghĩa là sắp xỉ hoặc là đại khái mới được. Thì lúc đó nó sẽ có cái nghĩa bằng với chữ approximate, đại khái. Ví dụ như là một cái sự tính toán đại khái chung chung, rough calculation. Một cái đoán đại khái, đoán chung chung thôi, rough guess. Hoặc là một cái sự ước định đại khái chung chung là rough estimate. B và D không phải là cụm cố định của chữ debt, do đó chúng ta cũng không có cần chọn câu B, chúng ta cũng không có cần chọn câu D và cũng không có cần bàn cho nó mới được. Rồi, câu này, chốt kèo chúng ta chọn câu C, nợ xấu, được câu ha. Rồi, xin chào Hoài An nha. Nhớ nha con, nếu mà mình còn nợ xấu là mình lo thanh toán thì mọi người còn 5 ngày để mà chúng ta thanh toán nha con ha. Tiền đề cương, tiền trà sữa, tiền lum la đồ, mình thiếu ai mình thanh toán cho người đó, mình hứa với ai là mình đãi trà sữa cho họ khi mà họ chỉ bài mình thì mình cũng nên thanh toán thì mới được. Rồi, chúng ta ngó luôn giùm thầy câu số 3. Và trước khi qua câu 3 thì tụi con đừng quên là tối nay tụi con sẽ gặp thầy Thông và thầy Hưng với chuyên mục là đừng thấy câu dễ mà để ba mẹ buồn. Như vậy tụi con còn 5 ngày để mà tụi con làm ba mẹ tụi con vui với số điểm trong môn lý và môn toán nha tụi con ha. Nhớ là khi mà đến với chuyên mục này chắc chắn những cái câu dễ mà mang tính chất lừa tình thì sẽ được giải đáp hết và tụi con sẽ có những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức để mà tụi con làm đúng những cái câu dễ nhưng mà là dễ sai con nhé. Rồi, chúng ta tiếp tục với lại câu số 3. Và mấy đứa chúng ta hãy tag bạn bè của mình vô phần comment, đồng thời là share cái livestream này về để mà nhiều người bạn của mình hơn được học thêm những cái câu cực kỳ hay, câu cực kỳ giá trị này. Thì cái livestream của thầy sẽ được gỡ sau khi mà thầy live xong một ngày, thường là như thế mọi người ha. Thường là như thế đó. Do đó là tụi con nhớ là tụi con lên coi đầy đủ, đều đặn từng ngày đi mọi người. Cái livestream của thầy là tụi con tìm lại những livestream tập 24, tập 23, tập 21 là nó không có đâu mới được. Thầy chỉ live và thầy để tầm một ngày là thầy gỡ xuống thôi. Rồi ok con ha. Số 3 là câu cực gắt mọi người. Đây là câu kiểm tra tính từ. In this region, the farmers who once make do with... ... essentials
now can buy luxury items thanks to tax subsidies. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có là make do with. Thì make do with ở đây mình dịch luôn dùm thầy là tạm xoay sở với. Make do with, tạm xoay sở với. Như vậy trong cái vùng này, những người công nhân mà đã từng tạm xoay sở với những nhu thiết yếu cực kỳ căn bản, bây giờ là họ có thể mua những cái món đồ sang chảnh nhờ vào trợ cấp của chính phủ. State subsidies mình dịch là trợ cấp nhà nước, trợ cấp chính phủ. Rồi, thì có cái chữ màu tím tím này là chữ mà tụi con cũng nên nhớ. Thì lúc mà thầy dạy là thầy rất là thích phân tích, rất là thích mở rộng mọi người. Có bao nhiêu cái hay, cái đẹp trong cái câu đó là thầy sẽ cố gắng thầy mở rộng cho tụi con. Và biết đâu chừng khi mà tụi con làm bài, cái mà giúp tụi con làm được lại không phải là bốn đáp án ABCD mà tụi con thường chọn, mà nó là những cái mở rộng trong đời đó mấy đứa. Do đó là chúng ta cần học kỹ, học những gì mà thầy cô NH mình mở rộng ha. Thì đó là kinh nghiệm của thầy cô khi mà thầy cô mở rộng. Rồi, thầy muốn thấy đáp án của tụi con nè. Hello Mạnh Trí, hello là Vi Khanh Lê, hello Minh Lam. Rồi, hello là Mai Khanh. Thì không biết là mình sẽ chọn câu nào trong cái câu này. Câu này là mình cần chọn một tính từ mà đi chung với là chữ essentials. Mình dịch là những nhu thiết yếu cơ bản. Rồi, chọn đi con ơi. Đức Bình chọn A, Bảo Châu cũng vậy, và bạn Xuân Ngân cũng vậy. Không biết những bạn khác chọn câu nào. Những nhu thiết yếu cơ bản, Quỳnh Thi chốt kèo là câu A. Và thầy cũng xin được chốt kèo luôn. Tụi con chọn A là tụi con không sai. Đúng, bare. Bare ở đây mình dịch là cơ bản nhất, the most basic. Do đó bare necessities, bare essentials là những cái nhu thiết yếu cơ bản nhất. Những cái nhu thiết yếu ăn nè, uống nè, mặc nè, đó. Kiểu vậy, ăn, uống, mặc ha. Thì đó là những cái bare necessities, bare essentials. Chúng ta có facts. Facts là thông tin. Như vậy là những thông tin cơ bản là bare facts. Bare facts. Ổn ha con? Thì đây là câu khá là phê. Như vậy là chúc mừng bạn Thanh Trang nhé. Chúc mừng bạn Nguyễn Huy nè. Chúc mừng bạn Thanh Mai, Tấn Phát, Quỳnh Thi, Xuân Ngân và Bảo Châu và Đức Bình nha con. Quá tuyệt vời ha con ha. Rồi, xin chào Minh Lam nha. Xin chào Thanh Trang luôn ha. Câu B là một từ mà thầy cũng cần khai thác. Thì cái chữ mere, mere mình dịch là đơn thuần hoặc là đơn giản. Ví dụ như là ý nghĩ đơn thuần, mere thought, hoặc là thông tin đơn thuần, hoặc là sự thật đơn thuần là mere fact. Thì đó là cái mà tụi con cần học cái chữ mere. Poor và rough là mình đã học trong câu số 1 rồi mấy đứa. Chúng ta không học nữa ha. Chọn câu A, bare essentials. Rồi, nhớ là hãy share livestream này về tường nhà của mình hoặc là về group chat để mà các bạn của mình được coi chung nha. Nhất là bạn nào thi khối D, khối A1 và D7 đó mấy đứa. Chắc chắn sau này là các bạn đó sẽ quay trở lại cảm ơn tụi con. Và ở đây thầy muốn mở rộng thêm một cái nữa, cũng của chữ do. Mình có cụm từ là can do without hoặc là could do without. Mình chỉ là không cần. Có thể làm mà không có là không cần. Có thể làm mà không có là không cần. Còn cần, cần nó sẽ là can't do without hay là couldn't do without. Dùng can't hay là dùng couldn't tùy vào cái thùy. Như vậy hiện tại đơn là chúng ta dùng can't, còn quá khứ đơn là tụi con dùng couldn't. Rồi, và để cho dễ á, cái đứa ở trên mình vậy là không cần cho thầy, và cái đứa ở dưới mình vậy là cần cho thầy. Chứ chúng ta cũng không có nên là dịch dài dòng kiểu như là không thể làm mà không có. Không thể làm mà không có là quá dài. Mình vậy là cần, mình vậy là không cần là xong. Rồi, chốt kèo nha con ha. Rồi, tiếp tục với câu tiếp theo nha lớp. Xin chào Song Thư Nguyễn. Và trước khi qua câu tiếp theo thì nhớ luôn giùm thầy là thứ bảy tuần này là tụi con sẽ gặp lại cô Ngọc trong chuyên mục là yêu không cần cớ, cần reading cơ lúc 11:45. Và hình như là thứ bảy tuần này là tập cuối của cái chuyên mục này luôn đó mấy đứa, nếu mà không làm là như thế. Đó, do đó là chúng ta cùng lắng nghe những cái kinh nghiệm mà cô Ngọc có để mà cô Ngọc truyền lại cho tụi con ha con. Rồi, và bây giờ chúng ta tiếp tục với lại câu số 4. Số 4 là câu mà bạn nào có coi Hannah Montana là chắc chắn biết. Thì đây là một cái, thầy nhớ không làm là một cái series hoặc là một cái bài hát, thầy không nhớ rõ lắm. Nhưng mà nó có liên quan đến lại Hannah Montana đó mấy đứa, Miley Cyrus đó mọi người. Như vậy là Hannah có thể tận hưởng mọi thứ tuyệt vời của cô ta. Cô ta vừa đi du lịch được và vừa kiếm tiền được. Như vậy cô ta có thể là có mọi thứ tuyệt vời. Thì bạn nào đã xem cái chương trình của Miley Cyrus, Hannah Montana chắc chắn biết Enjoy the best. Quá giỏi con. Tận hưởng những điều tuyệt vời nhất. Enjoy the best of both worlds.
hay là of all possible worlds. À, trong cái chỗ này là thầy thiếu mất chữ S rồi, mấy đứa ha, mấy đứa nhớ luôn giùm thầy là both là cả hai, là số nhiều là tụi con phải thêm S vô. Thì đây là một cái cụm từ mà bạn nào coi Disney hồi đó chắc chắn bạn đã biết đúng không? Và thầy hy vọng tụi con cũng đang enjoy the best of both worlds. Tụi con vừa ôn thi và vừa có những cái ngày hè rất là tuyệt vời của mình mọi người ha. Vừa ôn thi và vừa có những giây phút nhẹ nhàng, thoải mái, giải trí vân vân. Rồi. Xin chào Xuân Hiếu Đồng nè, xin chào Thu Trâm ha. Như vậy là thầy xin được chúc mừng Đức Bình, Tuấn Phát, Tấn Phát, Thanh Mai, Quỳnh Hương. Dường như là cái tập này nó không làm khó gì tụi con đúng không? Thì tập này thầy cố tình cho nó nhẹ nhàng tí xíu mọi người ha. Lâu rồi thầy cũng chưa gặp mấy đứa thì cũng muốn là cái tập này nó nhẹ lại. Nhưng mà biết đâu chừng là tập số 26, 27, 28 trở đi nó lại khó đó mọi người. Rồi, thì thầy sẽ cố gắng là hoàn thành những cái tập này trước khi mà tụi con thi. Giả sử mà tụi con thi vào tháng 7 là trước khi mà thi, tức là khoảng cỡ ngày 5, ngày 6 là coi như là chúng ta có tất cả những cái tập 5 câu tích cực, 5 phút yêu thương. Còn nếu mà tụi con thi vào tháng 8 thì thầy cũng chơi tới bến tụi con luôn. Tụi con thi tháng nào là thầy chơi tụi con tháng đó. Tụi con thi tháng 8 thì mình có mười mấy hai chục tập 5 câu tích cực, 5 phút yêu thương nữa mấy đứa ha. Rồi và nhớ là cái livestream này sẽ được gỡ bỏ trong khoảng một ngày. Do đó mình hãy tag bạn bè mình vô để vào bạn bè của mình kịp coi cái livestream này mấy đứa. Xin chào Yến Nhi, xin chào anh Thư con nhé. Rồi, chốt kèo con số 5 đi mọi người. Lụm hàng nhẹ nào. Judging by her eyes, she seemed to have no interest in the subject. Only impenetrable emptiness. Nhìn qua ánh mắt thế nào đó của cổ thì dường như là cổ không quan tâm đến cái chủ đề này. Bởi vì là ánh mắt của cổ chỉ chứa những cái sự trống rỗng không thể xâm nhập được. Impenetrable là không thể xâm nhập được. Như vậy ánh mắt của cổ chứa những cái sự trống rỗng thì thầy cần tụi con chọn một cái từ đi chung với chữ mắt mà mình dịch là ánh mắt hiện lên cái sự trống rỗng. Câu này là câu cực kỳ lừa tình, bởi vì thật ra là bốn đáp án ABCD đáp án nào cũng có khả năng đi chung với chữ eyes, nhưng mà theo nghĩa kìa tụi con, ở đây nó không phải là một cái ánh mắt tinh tường, nó không phải là một ánh mắt nhạy bén, nó là một ánh mắt chứa đầy sự trống rỗng, sự thẫn thờ. Như vậy bạn nào chọn B và bạn nào chọn C đã vô chồng của thầy rồi mấy đứa ơi. Chọn câu D, blank. Thì blank ở đây là tính từ và mình dịch là hồ quang hiếu nha tụi con, không cảm xúc. Như vậy một cái ánh mắt vô hồn, một ánh mắt không cảm xúc, blank eyes. Ok. Như vậy xin chia buồn bạn nào đó vội chọn B, vội chọn C thì vội chọn B, vội chọn C là đã bị mắc bẫy của thầy rồi mấy đứa. Chúng ta có một cái biểu cảm thờ ơ, không cảm xúc là blank expression. Hay là bạn đó trông có vẻ rất là không cảm xúc, bạn đó trông có vẻ rất là hồ quang hiếu mọi người, look blank. Hoặc là đôi khi mình thi tự nhiên là não mình nó trống rỗng luôn, não mình nó đơ luôn, não mình nó không có cảm xúc luôn mọi người. One's my girl's blank. À kiểu vậy ha. One's my girl's blank. Hy vọng là cái tình huống one's my girl's blank nó không diễn ra với tụi con. Nhớ là mình ăn ngủ đầy đủ nè, mình tập thể dục thể thao đầy đủ nè, mình ôn bài đầy đủ nè, và mình tự tin nè, thì đảm bảo não của mình nó không bao giờ nó go blank trong đề thi đâu mày được. Ổn mà con. Rồi xin chào Huỳnh Tuyết Đẹp, xin chào Lê Đức Phúc, Lê Đình Phúc. Câu A thì mình cũng vậy là trống, nhưng mà câu A thì nó lại là chân không mới được. Bare feet là chân không. Hoặc là with your bare hands, with your bare hands là tay không có vũ khí, tay không có vũ khí, tay không. B và C là mấy đứa đã bị lừa tình rồi. Câu B là bán, là tinh tường, đúng là nó cũng đi chung với chữ mắt. Nhưng mà trong trường hợp này mắt của thằng này đơ mà trống rỗng mà mấy đứa. Sharp eyes là những con mắt bán, những con mắt tinh tường. Và chúng ta có một cái bộ óc cực kỳ nhạy bén, một cái bộ óc cực kỳ mà nhạy bén là razor sharp mind. Chúng ta hãy follow các thầy cô của N của H. Bởi vì ngoài kiến thức ra, các thầy cô cũng sẽ có những cái video clip chia sẻ tụi con những cái mẹo học tập giúp cho tụi con có những cái razor sharp mind tụi con nha. Nhớ ha, hãy follow tất tần tật các thầy cô N của H để mà biết được những cái mẹo học hành. Mẹo của thầy thì razor sharp mind đến ngày thi. Để mà tụi con có thể có một cái razor sharp mind đến ngày thi thì tụi con cần ngủ sớm. Ngủ sớm là xong. Và được thì mình uống nước cốt gà brand đó. Mọi người không biết là trên thị trường nó còn bán không, mà lúc mà thầy đi thi là thầy cũng thường uống nước cốt gà brand. Thì uống xong là cực kỳ razor sharp mind luôn mọi người. Tinh thần cực kỳ nhạy bén luôn. Nhưng mà uống được lần đầu chứ lần hai là uống vô nó bị lờ. Uống vô lần hai nó cũng bình thường ha. Tùy bạn ha.
Thì đối với thầy là thầy chọn đi ngủ sớm. Rồi, keen. Keen thì mình cũng dịch là bán, là tin tưởng được con nha. Ví dụ mình có cụm từ là have a keen eye for a bargain, là một người có thể nhìn ra được một cái món hời rất là nhanh. Thì bargain là món hời. Một ai đó có một cái keen eye dành cho món hời là một người nhìn ra được món hời rất là nhanh. Ví dụ như là người đó đi mua đồ cổ, người đó thấy chiếc bình này chắc chắn chiếc bình này trị giá cao, lượm đi, cực kỳ bán luôn mấy đứa. Rồi, thầy xin chúc tụi con là tụi con luôn luôn có một cái razor sharp mind, luôn luôn có sharp eyes, keen eye. Khi mà tụi con làm bài thi ha, mình có một cái đầu óc tỉnh táo, mình có một cái con mắt tinh tường, mình làm bài thi với hiệu suất cao nhất. Đó, thì đây là 5 câu tích cực, 5 phút yêu thương trong tập số 25. Ngày mai là thầy sẽ gặp lại mấy đứa trong tập số 26. Và thầy cảm ơn tụi con đã xem cái livestream này tụi con ha. Hãy nhớ là 12 giờ chúng ta hẹn nhau tại cái page này để mà cùng coi cái livestream này của thầy mọi người. Rồi, xin chào Song Anh, Lu, Lan Châu, Tường Vi và xin chào tất cả những các bạn khác. Chúc tụi con có một buổi trưa vui vẻ, ăn trưa ngon miệng và ngủ trưa thật sâu. Cảm ơn tụi con, nhớ giữ gìn sức khỏe nha tụi con. Hẹn gặp lại tụi con nha. Bye tụi con nha.